Ở châu Âu thì người ta có bằng biết cái chứng chỉ IELTS không? Chào mừng anh chị quay lại với kênh tiếng Nga ba, mà chủ đề ngắn gọn thôi là người phương Tây ở châu Âu thì người ta có biết cái chứng chỉ IELTS là gì không? Nhưng chị theo dõi tôi lâu rồi thì tôi cũng nói chuyện với rất nhiều người nước ngoài, nhất là người phương Tây, thậm chí người Nam Mỹ nữa, mà tôi cũng hỏi và tất ra rất nhiều câu hỏi là cái chứng chỉ IELTS này có bạn có biết không? Mà thậm chí tôi ghi bằng chữ ra, và đa số những người tôi gặp thì họ không biết. Vì làm sao, nếu chị tìm hiểu ý, thì bên châu Âu thì họ sẽ có rất nhiều cái cuộc thi tiếng Anh và ngoại ngữ khác, và thường thường ở châu Âu thì họ sẽ có những cái mốc là từ A1 đến C2, tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, thường thường là từ A1 đến C2, C2 là cao nhất ở cái mức đấy đấy. Mà có rất nhiều quốc gia như là Thụy Sĩ hay Bỉ thì họ nói đa ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh họ dùng có thể nói tiếng Anh bình thường. Thực ra thì tiếng Anh có là chuyện hết sức bình thường, họ có thể sử dụng ngoại ngữ khác, ba bốn ngoại ngữ khác, đấy chuyện hết sức bình thường đó. Thì mới thấy rằng là có những cái quốc gia họ rất là giàu có, và có những quốc gia người phương Tây họ nói những từ tiếng những ngoại ngữ khác nhau, ba bốn ngoại ngữ thậm chí hơn, nhưng mà họ không quá tôn sùng hay là thổi phồng một cái chứng chỉ nào đó. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì tôi thấy rằng là cái chứng chỉ đang bị thổi phồng và là thần thánh quá quá nhiều đấy. Nếu chị cứ tìm hiểu, va đập nói chuyện với cả rất nhiều người phương Tây, người bên châu Âu ấy, anh chị thấy rằng là họ gần như không biết cái chứng chỉ này, trừ khi những người nào người ta sang đây du lịch họ nghe về cái chứng chỉ này thôi, họ đấy, chứ còn gần như là ở bên nước họ có quá nhiều kỳ thi tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ khác nói chung. Thế cho nên là IELTS nó chỉ là cái kỳ thi quá bình thường, là không quá gọi là cái khủng khiếp, và đơn giản là tiếng Anh như từ tiếng nào cũng chỉ để giao tiếp thôi anh chị nha.